Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây tràm siêu khủng lồ này luôn nha các bạn. Cây này rất là to luôn. Cây này rất là cao luôn nha các bạn. Nhánh dữ dằn luôn. Rồi chúng mình sử dụng cái máy cưa G4002 nha các bạn. Làm Latin lưỡi cưa Latin. Máng cái cọng dây để lát nữa lên chảnh có cuộc dây đồ thì cuộc luôn nha các bạn. Rồi bắt đầu chú leo lên. Cái cây này hoành 160, 170, 180 nha các bạn. Cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó gần nhà khó cưa hạ thì hãy liên hệ với chú nha. Số điện thoại chú em để đường link mô tả video các cô chú anh chị. Chú mình leo quá lẹ các bạn. Rồi chú mình đã leo lên tới đó đó các bạn. Rồi chú mình quyết định cắt cái nhánh nhỏ trước rồi nè các bạn. Đều quá cao luôn rồi. Để mình zoom lên các bạn. Máng cọng dây rất là to luôn. Cái này chắc chú mình cuộc dây ở trên rồi các bạn ơi. Leo lên nữa. Cái nhánh khô đó chú ơi. Chú mình đứng mì vàng ở trên đó các bạn. Video của mình mà có rung lắc là mời các bạn thông cảm với mình nha các bạn. Rồi chú mình đã cục gì đó các bạn ơi, đang cục gì lá cây màu xanh mà chú mình mặc thêm cái áo màu xanh nữa nó tiệp lá cây. Rồi bây giờ chú mình di chuyển xuống rồi các bạn. Phụ tiếp cái lưu quả ơi, bỏ nó đi, phụ tiếp cái ơi. Tay không cũng được rồi, khỏi sách máy cưa. Chúng mình leo xuống tới chân hai các bạn. Rồi chú bắt đầu bên cưa nha các bạn. Một nhánh đó các bạn ơi, để mình rung gần gần lên tí các bạn. Siêu khủng luôn rồi. Đó. Nó nghiêng về mình các bạn ơi. Ngã đó bạn ơi, ngã đó bạn. Ngã đó. Wow, quá khéo luôn.
chính xác luôn các bạn ơi. Quyết định một phát một nha các bạn. Tay nghề yếu yếu không dám bấm nữa cây đâu. Rồi chúng mình qua bên đây là quất các bạn ơi. Các bạn hãy theo dõi nha, các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Tuyệt vời, quá khéo luôn các bạn. Rồi chúng mình lấy cọng dây nha các bạn. Cái anh này liền nó liền cái cọng dây nó không có bung ra các bạn, cho nên nó cuốn mà. Rồi giờ chú mình thả cái máy cưa xuống nha. Rồi chú mình đã cuộn cái đầu dây ở trên đó, bây giờ siết cho nó chặt lại nha các bạn, cho nó dính nó. Rồi cưa đây. Xuống đất an toàn nha các bạn. Lá cưa góc này mình quay tiếp cho các bạn mình xem nha. Rồi chúng mình bắt đầu cưa lá. Rút tim nữa các bạn. Mm-hmm.
khía cạnh này nè. Chú anh kia đã dính đình gì nữa đâu. Chỗ anh đã đứng là cái nghĩa địa, cái quả nghĩa trang đấy các bạn.
cây siêu to khủng lồ. Yeah.